Hello, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đến với kênh Hương Đoàn. Hôm nay Hương chặt cái buồng chuối ở phía ngoài chỗ ổ trứng ngỗng đó. Nên làm món chuối ngào đường. Đây nguyên một buồng đó nè cả nhà. Trái nó nhỏ thôi nhưng mà nó già trong đây rồi. Bây giờ làm chuối ngào đường để Tết ăn luôn. Chứ bỏ uổng. Nguyên một buồng chuối này Hương mới vừa để Hương giúp cái đây quan xíu. Cái này Hương mới vừa dụ nước á, tại vì rầy á, nó có rầy xong rồi kiến đu lên nhiều quá. Giờ là hai mẹ con cùng làm. Cho Hương vắt chanh với lại bọng muối trong cái nước nè. Để bỏ chuối vào á cho nó rơi bớt cái mủ á, trắng một chuối. Bây giờ Hương cũng cắt ít chanh bắt vô trong cái son nước này nè, với thả ít muối vô nữa. Để Hương sắc cái lát chuối vô á, cho nó ra bớt cái mủ ở trong cái quả chuối á. Ít muối hộn. Giờ Hương dùng dao hai lưỡi á, để sắc cho nó đều, nó mỏng, nó đều luôn. Nghe sướng tai không cả nhà ha. Tại cái chuối này nó còn tươi á, nó cũng già rồi nhưng mà nó cũng còn cứng, cho nên mình sắc nó kêu nghe sướng tai luôn. Nhà Hương hay có chuối bị gãy như vậy nè, cho nên mỗi lần mà gãy là Hương làm. Thường thì muốn làm nó gãy không có làm liền được, cũng phải cứ nói là cũng phải hẹn 2-3 bữa sau mới làm được. Đây tất cả là Hương rửa được hai rổ như vậy nè, mà có vài quả nó hơi bị chín rồi á, cho nên là kệ Hương sắc vô luôn có 2-3 quả à, chứ không có nhiều lắm. Bây giờ thì Hương bắt cái chảo dầu lên chuẩn bị chiên. Cái son bên cạnh Hương cũng đã chiên được một mẻ như vậy rồi đó. Dầu nóng lắm cả nhà. Nó dằn lên tay mà nóng. Bây giờ là Hương xào nó cho đến khi nó ráo, nó khô, nó không có dính với nhau nữa. Thường thường thì một mẻ như vậy thì mình chiên ít chứ không có chiên nhiều như Hương. Tại vì chiên nhiều á thì phải đổ nhiều dầu, với lại là nó chiên nó lâu hơn nữa. Chuối mà khi mà mình đổ nhiều như vậy nè thì nó dễ bị dính nhau hơn á. Khi mà mình vớt thì nó cũng có rờ nhưng mà nó vẫn có cái dính, chứ nó không có được rờ giống như mấy cái mẻ mà mình chiên mỗi lần một ít á thì nó sẽ tách ra luôn. Còn cái đây mình mà chiên nhiều chồng lên nhau như vậy nè, tí nữa nó đường nào cũng có cái dính hết đó. Tại vì Hương chiên nhiều chuối á, cho nên là Hương phải chiên một mẻ phải nhiều như vậy thì nó mới mau được. Tại vì bây giờ cũng đã khuya rồi á, chờ mà từng chút một thì nó hơi lâu quá. Đây đây là chuối Hương đã vớt ra hết rồi đây nè. Nó có cái màu vàng đó, nó cũng đẹp hơn cả nhà. Nó cũng già rồi đó cho nên ở giữa nó hơi ngả màu vàng vàng á. Có mấy cái miếng chuối chín Hương chiên nó cũng cứng, nó cũng giòn luôn chứ nó cũng không có bị sao hết. Hồi chiều Hương quên nhổ củ gần, bây giờ đêm rồi phải đi ra nhổ gần như vậy nè. Em đâu?
ta làm mức đó là nó non rồi, làm nguyên củ. Đây là cái củ gừng mẹ Hương mới đào cho Hương xong nè. Củ nó non nha. Bây giờ Hương làm chuối ngào đường á. Củ này thì nó tươi cho nên nó thơm ngon ha. Củ gừng này nó non ghê cả nhà. Cả nhà thấy không, cái lõi giữa nó bằng thề luôn á, mà nó mềm lắm. Bây giờ Hương giã nát nó ra ha. Đây Hương pha thêm nước, mà cái này Hương cho hơi nhiều nước mất tiêu rồi. Bây giờ Hương cho đường rồi đổ nước gừng vào để xào chuối đó. Tại bây giờ khuya rồi cho nên Hương phải bắt thêm một cái son như vậy nữa, làm cho nó mau. Đây là một chảo Hương đã làm xong, và một cái son nè. Nãy Hương có làm cái son nhỏ nữa nhưng mà nó lâu lắm cho nên Hương đổi sang cái son bự luôn. Cả nhà ơi, Hương đã làm xong rồi nè. Nguyên một buổi chiều vất vả, Hương làm không có nổi đường được. Nên thôi, để ăn cũng được. Làm nhà ăn mà. Mỗi lần nhà mà có chuối bị như vậy là đều làm cái món này hết. Nó làm nó dễ nhưng mà nó hơi mất thời gian tí xíu. Mất thời gian ở cái là mình phải sắc từng miếng nhỏ như nè, gọt vỏ xong sắc từng miếng nhỏ như nè. Nhưng mà món này ăn vặt thì ngon. Ăn cứ nhâm nhi á. Mời cả nhà nha. Cái video này của Hương đã hết rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết cái video này nha. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo ạ.